thì xin là đại diện bên tổ 1 xin thị trường anh thì trước tiên thì xin chúc ban giám khảo các vị phát khẩu và nhân dịp ngày 8 tháng 3 xin chúc mừng lại giao nhận sức khỏe giải bẫy và không nha. Tôi hay xin thuyết trình về cái món thừa mà ban tổ chức thì hôm nay tổ 3 có nấu một món lẩu dê. Thì lẩu dê mùa nắng này mình nấu ăn cho nó mát và còn có gia vị. Ban giám khảo thì xin là đại diện bên tổ 1 xin thuyết trình qua cái món ăn. Thì trước tiên thì xin chúc ban giám khảo chúc chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3 tràn đầy hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Thì đến với phần hội thi hôm nay thì cái nhóm tổ 1 chúng tôi sẽ mang đến một cái món ăn, đó là ốc bu đen hấp tiêu xanh. Về các nguyên liệu thì ốc bu, sả, ớt, tiêu, gia vị, nước gia vị, các gia vị mình thường dùng như là bột ngọt, mắm, tiêu, tỏi. Về cái phần đầu tiên thì phần cách mà muốn có một cái món ngon thì trước tiên là cái ốc của mình phải đảm bảo về cái chất lượng của nó. Ví dụ như là cái ốc nó còn tươi ngon hay không thì cách lựa chọn như sau. Thứ nhất là chúng ta lựa chọn những con ốc sống. Để nhận biết con ốc sống là khi chúng ta dùng tay mà ấn vào cái con ốc thì nó nó khép chặt lại, có nghĩa là con ốc còn sống. Ngoài ra thì con ốc mà còn sống thì chúng ta ngửi thấy mùi nó nhẹ và dễ chịu, thì cái nghe mùi xịn hơi nhẹ thôi. Còn mà cái ốc chết thì cái mùi rất là khó chịu. Bên cạnh đó thì nếu lựa chọn con ốc mập á, thì con ốc thì cầm lên chúng ta cảm thấy nặng tay và cái vỏ nó rất là dày, cái màu nó hơi sậm. Còn cách làm thì trước tiên là chúng ta sơ chế. Chúng ta mua về thì chúng ta ngâm ốc khoảng 1 đến 2 tiếng bằng cách là chúng ta cắt vài lát ớt để vào đó để cho nó nhả ra cái phần rong rêu hoặc là những cắt cẩn bã trong cái bao tử của con ốc. Tiếp đó thì chúng ta thái những cái phần gia vị để chúng ta chuẩn bị sơ chế. Trong khi sơ chế thì chúng ta trộn họ lẫn hỗn hợp gồm đường tiêu, dầu ăn, nước mắm, rồi chúng ta trộn đều với nhau để làm nước hấp ốc thêm đậm đà. Bước thứ hai là chúng ta đặt ốc vào nồi, chúng ta hấp. Giám khảo thưởng thức qua cái món của tổ. Và nhân dịp ngày 8 tháng 3 kính chúc phụ nữ giàu dồi sức khỏe trẻ phải và không già. Tổ hay xin thuyết trình về cái món nấu bò kho. Thì trước tiên là cái muốn nấu được cái món bò kho này thì tôi xin giới thiệu trưởng đầu bếp là Danh Thu. Rồi tiếp cho đầu bếp là Trịnh Trang Dũng, hai người cùng thực hiện món ăn này. Đầu tiên thì thịt trâu thì sắc sau cái quy trình nấu á, đầu tiên thì sắc thịt trâu ra một miếng nhỏ ra. Anh chơi nấu bò kho mà anh sắc thịt trâu vậy? Nấu bò kho mà anh sắc thịt trâu vậy? Sau đó là đâm gừng cho nó nhuyễn, đâm gừng cho nó nhuyễn rồi lấy cái nước gừng để mình dắt bỏ vô để mình thử mùi thịt bò. Và sau đó đưa vào cái gia vị trong cái thời gian khoảng 30 phút cho nó thấm gia vị vào. Khi mà cái gia vị nó được thấm vào thì bắt lên nấu với nước dừa khoảng 40 phút để cho cái bò nó mềm, cho nó chín, cho nó đừng cho nó dai. Và sau đó thì nên nếm đường bột ngọt và bỏ củ cải cà rốt vô để phần phụ thêm cái bò kho này cho nó thêm ngon.
cái phần sau đó là cái phần nước chấm thì dùng cái đường và ớt và chanh để dắt vào đó để cho nó lỏng ra để chúng ta chấm với bò kho và kèm theo bánh mì chấm bằng chúng ta dùng. Và bò kho này nó mang cái dinh dưỡng đó là bò thịt bò thì có chất đạm rất là cao và cái củ cải rốt nó có nhiều vitamin D thì cho chúng ta ăn vào thì giúp cho cơ thể của người phụ nữ da thêm trắng láng bóng đẹp. À, xin hết. Thưa ban tổ chức thì hôm nay tổ ba có nấu một món lẩu dê. Thì lẩu dê thì mùa nắng này mình nấu ăn cho nó mát và gồm có gia vị nấu thì nó có kỷ tử, quế khâu, đại hồi và một đĩa nấu cho nó ngon với cái thịt dê cho nó đừng có ấy. Thì bây giờ đó là mình ăn dê này thì nó kèm theo là có mì rồi hộp vịt lộn. Vịt lộn là để ăn cho nó khỏi phải mùa nắng nó không có bị nhức đầu đông và nó khỏe trong người. Rồi nước chấm thì gồm có trao và sa tế. Mình quậy đều lên để chấm cho nó thành cái nước chấm ngon miệng để mình ăn cho nó ngon miệng hơn. Và khi ăn xong thì mình có món dưa hấu tráng miệng cho nó mát trong người cho nó thông thao hơi thở để mình mời ban giám khảo ăn một miếng dưa để cho nó chưa mời đi ban giám khảo. Thì nó cũng món ăn thì nó chỉ đơn giản vậy thôi thì nó ăn khán giả phải húp thêm một miếng nước cho nó đậm đà cái mùi vị của nước đó. Mất lỗi chưa? Thôi thì đến đây cũng xin hết là kính chúc ban giám khảo có một buổi ngon miệng. Cuối cùng xin tặng hai đóa hoa cho hai ban giám khảo. Yeah.